Xin chào các bạn đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em giới thiệu các bác mẫu xe đạp đua Java Fuku, một dòng xe đạp không nhôm của Java thương hiệu Ý. Xe thì được sử dụng full bộ chuyển động Shimano 105 vành nhôm cao bảng. Toàn bộ xe thì là nhập khẩu nguyên chiếc chính hãng. Đồ trên xe là tất tần tật là zin hết 100%, không nhôm, các bạn có thể thấy trên hình. Tông màu lên về tông màu đỏ pha với cả đen, kẻ chữ xanh thì đẹp. Ở đây thì có ba vạch màu giống như là cờ của Ý. Thì thương hiệu Java là một thương hiệu rất là nổi tiếng của Ý, không nhôm. Và xe thì thiết kế khung dẹp khí động học, và những cái cách thiết kế mài những cái mối hàn này rất là đặc trưng của Java luôn này, rất là đẹp, không còn những cái mối hàn như những chiếc xe khác mà đã được mài đi, rất là mềm mại và đẹp. Càng là càng carbon, đúng không nhỉ? Càng carbon. Được sử dụng full một bộ group của Shimano 105, từ bộ chuyển động 105 này, đề gạt đĩa này, cả phanh 3 mảnh. Cũng là 105. Phanh trên này cũng 105 luôn. Tay lắc 105. Full hết một set group của Shimano 105. Đùi trục rỗng DK. Thì, như các bác có tìm hiểu về xe đạp thì cái dòng DK này, một công ty con mà chuyên sản xuất ra những cái phụ tùng xe đạp dành riêng cho cái dòng thương hiệu Sava. DK đùi cặp vành, đùi đĩa, rồi cốt yên, đùi đơn phốt tăng vẫn còn nguyên bản hết. Xe là zin hết 100% luôn. Bánh 700c Mayer đi vòng cuối lỗ. Đi vòng cuối lỗ. Giờ sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Thì giá bán của chiếc xe em sẽ để ở ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên, thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video để cho các bác xem. Xe đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 50 cm, khóa yên tới tâm cổ phốt cũng là 50 cm. Thì xe phù hợp cho các bác đi từ khoảng 1m55-56 đến khoảng 75-76 thì phù hợp. Thì có bị 11 tầng ít và 2 tầng đĩa, cho xe có 22 tốc độ khác nhau. Đó. Và cái giá bán của chiếc xe bên em đang bán mức giá là 13.800.000. Đó, một cái mức giá cực kỳ là rẻ cho một chiếc xe đạp không nhôm được chạy full một bộ group 105, 11 tầng lít 2 đĩa. 13.800.000 bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video. Hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.